Lấy số 6. Đưa gần xin nữa ráng xịt bằng chỗ hỏi đào xịt phì à. Đừng nắm
Đây đây đây, còn 5 phút nữa qua làm cho xong rồi. Trong lấy hết tiền chứ tăng giá 5 đồng thì đâu có bao nhiêu. Bây giờ thì tất cả đều đã qua đi. Phi Nhung nằm xuống, khán giả thương tiếc vì tài năng đa dạng của cô. Nhưng hơn thế nữa, tiếc thương vì trái tim hiền mẫu của cô đối với các em của cô tại quê nhà. Bệnh viện Phi Nhung chúng ta cũng kia là muộn phê. Okay, they come.